Nếu mà mình lấy một sen á thì cái khuôn mặt nó chỉ cao có một sen à, nên khi mình làm ấy thì nó cũng tương đối là nông. Nhưng mà nông mình vẫn phải lấy được một những cái chỗ mà điểm nhấn, những cái chỗ mà còn phải đánh sâu, những cái chỗ mà độ cao thì nó mới thể hiện cái khuôn mặt rõ ràng được, chứ không thể nào mà như vẽ. Nên ở đây bắt buộc là chúng ta vẫn phải làm sao mà để cho nhìn khuôn mặt nó tự nhiên có hồn, mà cũng ra được những cái đường nét mình nhìn nó rõ ràng. Cái thiên mục trên giữa đây, nếu mà không khéo thì anh em làm ngay chỗ đây, anh em mà đánh cái cây nó thấp quá, nó luồn sâu xuống quá thì cái chỗ này nó bị thấp. Trán, cái điểm trán là nó phải cao nhất, điểm trán con người là phải cao nhất. Nên ở cái chỗ này thì mình lấy cái chỗ cái điểm nút chính giữa gọi là thiên mục đó, thì mình phải làm nó cạn thôi, nông thôi, đỡ mình lấy đỡ lại cái phần trán nữa. Ở cái phương diện úp hạt này á, thì nếu mà ở đây thì thực tế là dùng dẫm thì nó tốt hơn, nhưng mà dùng dẫm thì anh em chưa dùng quen đỡ úp hạt ấy, thì nó sẽ hơi khó. Nhưng mà sẵn đấy thì anh em thực hành luôn. Ở đây thì mình đang dùng cái dẫm nó nhỏ, cái dẫm tẹt mà nhỏ, thì để mình đánh 40 góc nó hạ thấp xuống úp hạt nó sẽ tốt hơn. Dẫm hoặc là bạc nhỏ. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục phần 2 trong loạt bài tập đục tay ở cái phần làm mặt. Thì như bài trước đó thì chúng ta cũng đã chia sẻ sơ qua về phương diện làm mặt như thế nào. Tại vì là cái thời lượng thì nó dài quá, nên là mình bắt buộc mình phải chia ra nhiều phần. Với thêm nữa là làm mặt nó rất là khó, nên cần phải làm cả cái quá trình. Nhưng mà mình cũng đã cắt gọn lại tương đối để cho anh em có thể cảm thụ nó tốt hơn. Thì như mình đã chia sẻ với anh em là cái phương diện header thì chúng ta tập đục mặt thì nó không phải sâu. Ở đây thì mình lấy một sen, thì như anh em cũng anh em chú bác biết rồi, nếu mà mình lấy một sen á thì cái khuôn mặt nó chỉ cao có một sen à, nên khi mình làm ấy thì nó cũng tương đối là nông. Nhưng mà nông mình vẫn phải lấy được một những cái chỗ mà điểm nhấn, những cái chỗ mà còn phải đánh sâu, những cái chỗ mà độ cao thì nó mới thể hiện cái khuôn mặt rõ ràng được, chứ không thể nào mà như vẽ. Nên ở đây bắt buộc là chúng ta vẫn phải làm sao mà để cho nhìn khuôn mặt nó tự nhiên có hồn, mà cũng ra được những cái đường nét mình nhìn nó rõ ràng. Thì cái ý chính là chúng ta phải làm được cái điều đấy, nên tất nhiên là vẫn phải cố gắng làm, vẫn phải lấy được những cái đặc điểm trên cái khuôn mặt. Chính vì vậy mà nói là làm hai đơ nó dở, nhưng khi tới cái phương diện làm mặt ấy, thì thành ra nó cũng là khó, chứ không phải là dở nữa. Tại vì nó cũng có những cái nguyên tắc cơ bản, chẳng qua thì mình sẽ bớt đi cái giai đoạn là dùng máy móc rồi mình cắt cưa như là ba đơ thôi, lấy hình khối rồi thế này thế kia thì nó khó hơn, còn phải dùng cụ máy móc. Chứ còn mà làm cạn thì những cái đặc điểm trên khuôn mặt thì mình vẫn phải làm nó rõ. Nó vẫn có những cái điểm gọi là cơ bản. Ví dụ như mình đang làm cái hốc mắt, thì như mình nói dù có hai đơ hay ba đơ gì chăng nữa thì hốc mắt trong hay là cái hở mắt trên đúng không, thì nó vẫn bao nhiêu đấy, nó vẫn một cái nguyên tắc vậy, chứ không phải cái không giống cái nguyên tắc đấy là ra cái mặt gì đúng không. Nhưng mà mình phải hiểu rằng làm cạn nó phải cân đối ở tổng thể, nên khi làm thì anh em ở nhà làm phải
gọi là mình còn phải biết rằng mình lấy là phải lấy tổng thể, chứ đừng có lấy một điểm mà lấy sâu quá, chừng cuối cùng những cái điểm kia nó bị nông, nó bị cạn, còn cái chỗ thì sâu quá nó không hợp lý. Rồi mình phải cố gắng là khi làm ấy thì mình phải nhìn con cùng một chút. Như ở cái điểm này mình đang làm cái thiên mục. Đấy. Cái thiên mục cái giữa đây. Nếu mà không khéo ấy, thì anh em làm ngay chỗ đây, anh em mà đánh cái cây nó thấp quá, nó luồn sâu xuống quá thì cái chỗ này nó bị thấp. Trán, cái điểm trán là nó phải cao nhất. Điểm trán con người là phải cao nhất. Nên ở cái chỗ này thì mình lấy cái chỗ cái điểm nút chính giữa gọi là thiên mục đó. Thì mình phải làm nó cạn thôi, nông thôi, đỡ mình lấy, đỡ là cái phần trán nữa. Rồi bây giờ mình tăng tốc một chút. Chia sẻ rất là nhiều về căn bản thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy. Hàng chân mày sẽ là cái điểm cao nhất. Để anh em chú ý cái chỗ đấy. Phần trán chỉ cần anh em hạ thấp xuống một tí thôi, chừa lại cái phần gờ hàng chân mày thì đã ra hàng chân mày rất là đẹp. Chứ đừng có đỡ cao quá. Ở nhà làm mà cao quá hàng chân mày, cả cái bức tranh cao có 1 sen này mà hàng chân mày cao hết nửa sen là xong luôn. Anh em chú ý những cái điểm đấy. Thực tế rằng ấy, khi mà làm ở cái khi mà làm nông, mình làm chỉ có một sen hoặc là nửa sen, ở nhà anh em làm nửa sen ấy, thì anh em chỉ cần lấy ra một vài đặc điểm nó đặc trưng thôi cũng được, không cần phải lấy sâu hay là cái, có cái tiêu chuẩn. Mình làm để mình cảm nhận ấy, trước hết là cứ làm để cho mình thấy nó thích thú, mình cảm nhận nhìn đẹp cái đã. Rồi từ từ mình cảm thụ sau này thì mình đi thêm. Cái này là vòng hào quang. Hào quang xung quanh đầu vị Phật. Anh đi đến đầu tóc thì anh em cũng vỉ ra. Vỉ ra sau đầu hay là cày. Cũng cày lại thôi, cày rõ ra. Còn cái bước này thì anh em lấy cái vỉ lại cho rõ, sau đấy đục, chứ đừng có đục luôn. Đục luôn là hột một hột dài, hột lép á. Tiếp đến là mấy phần cổ thì anh em chú ý, trong những cái bức tranh hay là những cái tượng ấy, tượng Phật ấy, thì điều cổ của các vị Phật là có ba cái nét, ba cái đường khớp đấy, nhưng nó phải hợp lý thôi. Anh em đừng có làm cổ ông dài quá, thì khi mà mình làm ba cái đường khớp ấy nó kỳ lắm nha. Nó hợp lý rồi mình chia ra cho điều rồi mình làm. Cái chỗ này là anh em đánh cho cẩn thận. Từ vài cái điểm cao nhất anh em đánh mãi vô trong. Đánh cẩn thận chứ không là nó bị lém. Ở cái phương diện úp hạt này á, thì nếu mà ở đây thì thực tế là dùng dẫm thì nó tốt hơn, nhưng mà dùng dẫm thì anh em chưa dùng quen để ướp hạt ấy, thì nó sẽ hơi khó. Nhưng mà sẵn đấy thì anh em thực hành luôn. Ở đây thì mình đang dùng cái dẫm nhỏ, cái dẫm tẹt mà nhỏ,
thì đó mình đánh 40 góc nó hạ thấp xuống chút hạt, nó sẽ tốt hơn. Dũng hoặc là bạc nhỏ cũng được. Nhiều chỗ mình dũng nó vô trong kẽ thì nó bị hột này nó dính qua hột kia, thì lúc đấy thì mình dùng cái bạc. Đây là mình đang dùng bạc này, còn bên đấy là mình dùng dũng. Cách gì cũng được, thực ra là bạc hay là dũng tẹt ấy, thì hai cái nó đều giống nhau, miễn sao tròn là được. Nhưng mà anh em tập làm dũng thì cho nó quen. Đây thì mình đang dùng cây bạc. Dùng bạc thì được cái là nó chỉnh ở trong mấy góc đồ thì nó dễ chuyển biến hơn, nó có thể điều chỉnh tùy vô hạt nhỏ hay là hạt lớn. Hạt lớn với hạt nhỏ kiểu như hai hạt nó sát nhau, mà một cái nó tương đối nó lớn hơn, cái nó nhỏ hơn ấy. Thì mình điều chỉnh bạc thì nó dở, còn dẫm thì nó cố định. Làm xong thì nó hay đỡ lại dấu, thì mình vẫn lấy bạc mình chỉnh lại thôi. Nhưng mà nói chung là hai cách đều được. Cái đây anh em cố gắng là nhà ráng thực hành ở cái phương diện đây luôn. Tại vì úp hạt cũng làm dũng mà đỡ úp những cái dòng tròn ấy, những cái đường cong ấy cũng áp dụng rất là nhiều trong điêu khắc. Nên sẵn đấy là cũng là một cái bài để cho anh em cố gắng thực hành. Cái này là mình đã tăng tốc độ lên gấp 3 lần. Nhưng còn mà anh em ở nhà ấy, làm nó phải chậm, cố gắng làm chậm. Rồi video hôm sau là mình sẽ chuyển qua cái giai đoạn gọt. Cái giai đoạn gọt này ấy, nó sẽ chỉnh nét lại rất là nhiều trên cái khuôn mặt của Phật. Nên là cũng rất là quan trọng. Nên trong cái bài sau mình sẽ dành riêng một bài đấy để chia sẻ với anh em là sâu hơn. Rồi anh em cố gắng thực hành tiếp. Ở nhà cố gắng thực hành, làm cho tốt, chậm mà chắc, coi như là ra một cái tác phẩm đã treo tường. Rồi, bye anh em.